Chào anh chị. À, hôm nay bên em Liên đang về một em xe mà em xe này sở hữu nước sơn màu trắng anh chị. Đến từ thương hiệu của Mỹ nha anh chị. Chevrolet Cruze. Dòng xe này lúc trước bên em có rất là nhiều người nhờ tìm hộ, nhưng mà bên em thì có xe gì thì em bán xe nấy, chứ kiếm cũng khó lắm anh chị, tại người ta không bán cái gì mình mua được. Ngày hôm nay bên em về một em đi. Anh chị nào mà lúc trước nhờ em kiếm giùm thì xem chi tiết, rồi nếu được thì mình cọc. Em giao xe tận nơi cho anh chị luôn nha. Này, em này là Cruze 2016 số tự động anh chị. Xe thì trang bị cho mình cái nút đề startup rồi. Ở đâu của nó hiện tại em thấy là 68.000 nha. Này có sẵn luôn như cho mình màn hình nè. Trang bị là hộp số tự động nha anh chị. Đăng kiểm thì tháng 4 2025. Tấp đi tấp lô thì tất cả đều là sạch, không chảy xước. Này mà anh chị vô trong xem xe. Xe này thì bọc ghế của mình là cái da nha anh chị. Rất là sạch. Nó mới về có 2 ngày thôi. Bên em là đã cho bát tút rồi, dặm sơn rồi. Mâm mình cũng đã sơn xong rồi nha anh chị. Sạch. Vỏ thì rất là dày. Em thử cái mức độ. Kính lên xuống rất là ok ha. Trần bên em đã bọc ni lông luôn ha. Và xe này thì nó có luôn cả cửa nóc cho mình luôn anh chị. Cruze thì nó là phân khúc C nên cái mức cách âm và cái độ cách âm nè, đồng thời là nó rộng nên anh chị, nên anh chị mình có thể là sử dụng cái phần cốp của mình tới đựng tới 2-3 cái vali vẫn ok nha. Để em cho mọi người xem cái cốp sau. Này mình vào trong xem xe nha. Cốp sau rộng lắm anh chị. Vỏ xe cua của mình là mâm thì cũng đã được sơn, không bị chảy xước hết. Gầm bề chắc chắn lắm. Rất là sáng. Xe này thì hiện tại là xe không lỗi nha anh chị. Tại bên em là cho kỹ thuật kiểm tra rồi. Báo là xe không lỗi thì bên em sẽ cho anh chị. Nếu anh chị có thợ đi theo cũng được. Còn không thì nếu anh chị tin tưởng thì mình cứ, bên em sẽ cam kết là xe không đâm đụng, không bọc nước cho mình nha. Biển số thì Sài Gòn, hiện tại xe này đã hết ủy quyền rồi anh chị, nên khi anh chị mua thì em sẽ bao rút hồ sơ cho mình nha. Đây, đèn. Đèn này thì chủ mua. Nó hơi tối anh chị, có gì mua thì em sẽ cho nó đánh lại. Đây, vỏ, bốn vỏ đều như nhau ha, dày cực kỳ. Mình thử cái độ lên xuống của kính bốn cửa. Xe thì đã trang bị cho mình là diêm phiên cách nhiệt mà về che mưa luôn rồi nha. Tiếng máy nó đang nổ anh chị, nhưng mà không nghe tiếng luôn á. Ngăn đường giấy tờ cũng rất là ok ha. Tấp bi nè, sạch sẽ. Đó thì hiện tại là chưa có camera hành trình nha anh chị, nó chỉ có mới có màn hình và cam gia cho mình thôi. Anh chị nào đang tìm một xe mà để đi gia đình hoặc là chạy xe hoa thì mình thử nghiên cứu em này, tại vì thông thường Cruze mà 2016 á cho anh chị, giá nó chưa tới 300. Nó sẽ vừa túi tiền của anh chị nha. Đây mà anh chị vô xong xem cái khoang máy nè. Tiếng máy nổ rất là êm. Dây điện đồ gọn gàng ha. Tất cả sùng chỉ đầy đủ nha anh chị. Đèn thì rất là sáng. Và có cả đèn đi gầm cho mình luôn nha. Xe này hiện tại đăng kiểm tới tháng 4 2025. Anh chị mua về thì mình ra tên thì mình vẫn giữ nguyên đăng kiểm để mình chạy qua năm mình đăng kiểm lại nha. Cruze thì máy 1.6 thì tiêu hao nhiên liệu chắc khoảng 7-8 lít 100 cây anh chị. Xe này số tự động nó sẽ hơi hao tí. Thì em này hiện tại bên em đang bán với giá là 295 triệu anh chị, bao rút hồ sơ cho anh chị.
Và nếu anh chị khi xem clip mà mình cảm thấy mà tin tưởng và rất thích cái màu này mà mình ở xa mình không tới xem xe được thì anh chị cứ xem kỹ clip và yêu cầu nâng gầm thì em sẽ quay gầm luôn cho anh chị trực tiếp luôn nha. Rồi mình cứ gọc từ xa rồi thì em sẽ giao xe tận nơi cho anh chị. Tại hiện tại bây giờ thời buổi 4.0 rồi, có rất là nhiều anh chị không cần phải tới xem xe, gọc từ xa là tụi em có thể giao tận nơi cho anh chị rồi. Em cũng xin chia sẻ lại cái số điện thoại của em nha, 0777 525 999, và hiện tại em đang ở số 85 đường dẫn cao tốc thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, em cũng xin kết thúc clip ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị lần sau. Bye bye.